Mời anh chị em chúng ta ngắm lan nhé. Đây là những ngày cuối năm và vườn lan đang nở rực rỡ này. Đây là những cái phi điệp và di linh. Đây là những cái kim điệp mắt đỏ đang bắt đầu nở nụ chi chít luôn. Đây là những dòng lan để chơi hoa Tết đây. Cây ngọc điểm thì nụ cũng bắt đầu nở rồi. Còn cái này là cây lông trắng đang bắt đầu nụ nhé. Lông tu cũng lác đác bắt đầu nở. Rồi calaya nở. Calaya rồi những cái bật hoa đẹp chùm này. Đây là có địa lan quốc sắc thiên hương này. Còn đây là cái địa lan sa tô vàng chanh, sa tô đỏ, cát thú cầu cam. Bởi vậy chị chúng ta ngắm lan những ngày cuối năm nhé. Bàn lan bàn này giờ cho khách ngồi mà hết chỗ ngồi luôn rồi, nên khách vô chỉ có đứng thôi. Mời anh chị chúng ta ngắm lan những ngày cuối năm này. Ngắm lan thưởng thức trà cà phê, cùng ngắm lan cùng thưởng trà cà phê. Rồi mời anh chị ngắm lan, vừa ngắm lan vừa thưởng thức cà phê nào. Là giống kim điệp mắt đỏ, những cái dòng hoa này hoa đẹp bền chứ, thấy không? Mắt nó đỏ rực ở trong họng của nó, bóng rất to, giống này giống được lai tạo, như là cái Thái Lan lai tạo, để những cái bông kim điệp mắt đỏ nhá, rất là rực rỡ luôn. Chúng ta có những cây đang nụ chi chít nụ rất là nhiều, kim điệp mắt đỏ. Đây là cây vũ cầu cam, cái mặt bông này, cái mặt bông nó cây giao hạt nên nó sổ số ra nên cây không có cây nào giống cây nào ấy. Này là do cái bông nó dày này, cái bông nó dày. Còn cây là cây người đưa thư, giống này thì thơm lắm. Đây là cây mặt hoa của phi điệp nụ tâm bố vậy, nụ tâm bố.